Xin kính chào các quý vị khán giả đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với các quý vị một mẫu tinh thể thạch anh trắng, thạch anh pha lê, đá nguyên bản tự nhiên. Vậy là mọi người đặt ở trên bàn là nó nằm được luôn, chỉ cần có mặt phẳng thôi. Mặt chân của nó đấy, nguyên bản nguyên zin tự nhiên, tất cả các chi tiết ở đây đều là nguyên bản tự nhiên, không hề gắn ghép, không hề cắt gọt gì cả. Đây, các cái cạnh này nhiều khán giả không biết, nghĩ là cắt gọt thì không phải, tất cả nó đều là cạnh tự nhiên hết. Thạch anh ở dạng tinh thể, nó tồn tại ở dạng lục lăng sáu cạnh. Trong tự nhiên thì thạch anh rất chi là nhiều, nhưng mà để tồn tại ở dưới dạng tinh thể lục lăng mà nó đẹp thì không có nhiều. Cái mẫu này thì có bề cao này, nó cao là 13 cm, có độ già gương rất chi là tốt. Bề ngang ở điểm này nó rộng nhất là 7 cm, và cái chiều từ cái đỉnh này xuống đến mặt đáy này là hơn 6 cm. Khối lượng viên này nặng thì trên 400 g một chút. Một mẫu thạch anh pha lê nguyên bản tự nhiên. Và hiện cái mẫu này thì tôi đang giao lưu cùng với quý vị khán giả với giá là 350.000 đồng. Nếu quý vị nào quan tâm muốn sở hữu, hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị chỉ cần gửi thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi bưu điện ship hàng đến tận nhà cho các quý vị. Cam kết là hàng thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Nếu mà sai so với cam kết thì tôi xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng, cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Quý vị có thể kiểm định ở tất cả các cái trung tâm kiểm định ở trong nước cũng như ngoài nước. Nếu không phải là hàng thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên, là hàng đã cắt gọt mài rũa hay là đã gắn ghép, thì tôi xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng, cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà mọi người phải bỏ ra để kiểm định. Quý vị nào yêu thích, nếu muốn sở hữu thì hãy liên lạc ngay với tôi theo số điện thoại 0354 099 099. Quý vị nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái video mới nhất mà kênh của tôi hàng ngày sẽ cập nhật và gửi đến cho các quý vị. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Và rất hân hạnh được phục vụ các quý khách. Xin chào và xin cảm ơn.